kinh văn. Các địa ngục ấy là chỗ nhất định hay là tự nhiên khi những người kia gây nghiệp thì mỗi người mỗi chịu riêng. Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới nghe được nghĩa quyết định, vui mừng tôn trọng, kính cần giữ dịch không phạm. Giảng giải, các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay là tự nhiên. Khi tỳ kheo ni Bảo Liên Hương, tỳ kheo thiện tinh Vua Lưu Ly cảm nhận thân sống xa vào địa ngục, Ngài A Nan bèn nhân đó hỏi Phật có phải địa ngục xác định tại một chỗ. Khi những người kia gây nghiệp thì mỗi người mỗi chịu riêng. Từng người một trong số ba người kia phải chịu trừng phạt theo nghiệp mình đã tạo. Ngoài ra, còn có những điều khó hiểu khác, chẳng hạn địa ngục đã sắp đặt trước cho họ hay do chính họ tạo ra. Địa ngục từ đâu đến, sự liên hệ giữa tạo nghiệp và quả báo. Địa ngục như một nhà tù chung hay từng phần riêng biệt. Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, con hoàn toàn không biết việc này. A Nan nói, khi đến đây, con như một đứa bé ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới nghe được nghĩa quyết định. Mong mọi người đều được nghe và phụng trì pháp Phật. Mong tất cả đều vui mừng, tôn trọng, kính cẩn, giữ gìn, không phạm giới hạnh thanh tịnh của Phật. Kinh văn. Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc vào tà kiến. Nay ông hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Giảng giải. Khi Đức Phật nghe ông A Nan hỏi giúp các chúng sinh cách giữ giới, Ngài rất hoan hỷ. Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc vào tà kiến, tránh không phải xa vào tà kiến, giữ gìn lấy chính kiến. Nay ông hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Kinh văn. A Nan, tất cả chúng sinh thực tính vốn chân tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế nên phân chia ra có phần trong, phần ngoài. Giảng giải. A Nan, tất cả chúng sinh thực tính vốn chân tịnh, nhưng chân thể lại khởi vọng, sinh ra vô minh, từ vô minh sinh ra tà kiến. Nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, các tập khí tồn tại trong và ngoài hiện thể. Vì thế nên phân chia ra có phần trong, phần ngoài. Kinh văn. A Nan, phần trong tức là ở trong phận của chúng sinh, nhân các ái nhiễm mà sinh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy. Giảng giải. A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh. Thế nào là trong phận? Là trong thân. Nhân các ái nhiễm mà sinh ra vọng tình, đấy là lòng ái dục. Và các pháp trước nhiễm, từ đó sinh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi, các tình tích tập ngày này qua ngày khác, tháng này đến tháng khác, dần nhiều đến độ không dừng được. Và những tình ái ấy luôn hiện hữu, có thể sinh ra ái thủy. Kinh văn. Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tâm nhớ người trước đó hoặc thương hoặc giận thì trong mắt lệ tràn, tham cầu của báu thì trong tâm phát ra ái tiên, cả mình đều trơn sáng, tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí rỉ ra. Giảng giải. Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra. Tại sao tâm ái nhiễm của chúng sinh nếu tình cảm phát triển không dừng thì sinh ra ái thủy, dịch ham muốn? Trong thực tế có thể biết được điều này. Chẳng hạn một người thích ăn ngon, khi nghĩ về món ăn ưa thích thì tự nhiên nước bọt chảy ra. Tâm nhớ người trước đó, một người bạn hoặc có quan hệ thân thuộc, hoặc thương hoặc giận thì trong mắt lệ tràn.
người đã chết đi khiến mình cảm thấy thương tiếc hoặc tức giận vì mất sớm và nghĩ anh ấy là người tốt, tại sao lại chết sớm thế? Thương hoặc giận đều khiến người nhớ đến phải chảy nước mắt. Tham cầu của báu thì trong tâm phát ra ái tiên. Người mơ mộng sang giàu thì trong tim phát ra ái tiên, chất dịch ham muốn. Cả mình đều trơn sáng, tầm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí rỉ ra. Lòng ham thích, nghĩ tưởng việc hành dâm thì tinh dịch tự tiết ra. Kinh văn: A Nan, các loại tham ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà sa đọa, đấy gọi là phần trong. Giảng giải: A Nan, các loại tham ái đó tuy khác nhau, mặc dù có nhiều loại ái nhưng kết quả chảy nước là đồng. Sức quyến rũ của sự ham muốn là giống nhau, nó thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà sa đọa, đó là cảm xúc sa đọa, đấy gọi là phần trong. Kinh văn: A Nan, phận ngoài tức là ngoại phận của chúng sinh, nhân các lòng ngưỡng mộ khát cầu phát minh ra những vọng tưởng, tưởng chứa mãi không thôi có thể sinh ra thắng khí. Giảng giải: A Nan, phận ngoài tức là ngoại phận của chúng sinh, nhân các lòng ngưỡng mộ khát cầu phát minh ra những vọng tưởng. Ngưỡng mộ khát cầu là một loại ái yêu thích. Vọng tưởng là ý tưởng không thực, sai lạc. Tưởng chứa mãi không thôi có thể sinh ra thắng khí. Khi một người nghĩ tưởng về mọi khía cạnh, người ấy nghĩ tưởng từ ngày này qua ngày khác, cả từ kiếp trước đến đời này, đến đời sau. Sự nghĩ tưởng ấy không dừng nghỉ, như vậy sẽ làm thành dòng tưởng liên tục, tất sẽ sinh ra một loại khí thù thắng. Kinh văn: Vậy nên chúng sinh tâm giữ giới cấm, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trì chú ấn, mắt nhìn hùng dũng nghiêm nghị. Tâm muốn sinh lên cõi trời, chim bao thấy bay lên. Để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện, thờ bậc thiện tri thức, tự khi rễ thân mệnh mình. Giảng giải: Vậy nên chúng sinh tâm giữ giới cấm, cả mình nhẹ nhàng trong sạch. Điều này có thể xảy ra với một số chúng sinh. Cấm là những việc không được làm. Giữ giới là để tránh không làm những điều xấu, ác do ma quỷ xúi dục. Muốn không làm những điều không hay đó, quý vị phải giữ giới tại tâm. Tâm giữ giới, thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, an ổn. Tâm trì chú ấn, mắt nhìn hùng dũng nghiêm nghị. Tâm quý vị tụng trì bài chú trong số nhiều loại chú. Ấn tức là tâm ấn, lấy tâm truyền tâm. Quý vị trì chú tức sẽ thấy có hiệu nghiệm. Một người chuyên trì chú thường có khí sắc mạnh mẽ, mắt nhìn nghiêm nghị và đầy năng lực, không sợ hãi điều gì. Tâm muốn sinh lên cõi trời, chim bao thấy bay lên. Trong giấc mơ, quý vị thấy mình bay vào hư không, đấy là vì quý vị muốn lên trời. Để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện, thờ bậc thiện tri thức, từ khi rễ thân mệnh mình. Nếu quý vị muốn sinh vào cõi diệu hỷ hoặc các quốc độ Phật khác, thì ấy cõi Tây Phương Tịnh Độ sẽ lẳng lặng hiện ra ao bảy báu và nước tám loại công đức, vô số bạch hạc, cò, vạc, chim ca lăng tần già, biết bao là cảnh kỳ diệu. Nhiều điều trước giờ quý vị không thấy, không biết, thì khi ấy sẽ thấy, biết. Quý vị có thể nhìn thấy thế giới lưu ly đông phương của Phật Dược Sư, quý vị sẽ được phụng sự bậc thiện tri thức, được gần gũi và học tập các vị ấy. Và như vậy, quý vị sẽ thấy thân mệnh mình quá tầm thường, chẳng có gì là quan trọng đối với sự thờ phụng các thiện tri thức. Kinh văn:
A Nan, các tư tưởng đó tuy khác nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay lên không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. Giảng giải. A Nan, các tư tưởng đó tuy khác nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau. Mặc dù có nhiều điều chúng ta nghĩ là khác biệt, nhưng khi có được sự thoải mái, nhẹ nhàng thì cảm giác bay bổng ấy lại như nhau. Cất bay lên không chìm xuống, tự nhiên vượt lên. Động tác hướng lên, bay lên không phải là xa xuống. Vượt lên là vươn lên trên tất cả, vượt qua mọi điều, đó là phận ngoài. Kinh văn. A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận theo tập quán, chết đổi theo dòng khác. Khi sắp mệnh chung, chưa hết hơi ấm, thiện ác một đời đồng thời hiện ra, cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen nhau. Giảng giải. Đức Phật lại bảo, A Nan, ông nên biết rằng tất cả thế gian sống chết nối nhau, sinh ra và chết đi, chết xong lại tái sinh, luôn nối tiếp nhau trong cái vòng luân lưu bất tận. Sống thuận theo tập quán, sống theo những điều mọi người mong muốn. Chết đổi theo dòng khác, khi chết, con người sẽ theo nghiệp báo mà tiếp tục tái sinh. Tùy theo loại nghiệp đã tạo, con người bị muốn vào bánh xe sinh tử. Khi sắp mệnh chung, chưa hết hơi ấm, thiện ác một đời đồng thời hiện ra. Chưa hết hơi ấm, có nghĩa sáu thức và thức thứ bảy đã lìa khỏi thân. Nhưng thức thứ tám vẫn còn tồn tại. Trong kinh văn, nói hơi ấm, tức là chỉ thức thứ tám, còn hiện diện trong thân nên thấy ấm. Chẳng hạn, như thức thứ tám dời đi qua đôi chân, chân sẽ ấm, đi qua vùng bụng, bụng sẽ ấm. Còn như thoát qua đỉnh đầu, thì hơi ấm sẽ động lại cuối cùng nơi đó. Sau khi chết, thức thứ tám của người đó gọi là thân trung ổn hoặc thân trung ấm. Khi người còn sống, thức ấy gọi là thân ổn hiện hành, thường được hiểu là hồn, là Phật tính theo nhà Phật. Khi một người sắp chết, mọi hành vi thiện ác trong đời đều hiện diễn. Tùy theo hành động tạo tác, người đó sẽ nhận lấy quả lành hoặc dữ. Nếu hành thiện, họ sẽ được lên các cõi trời, hành ác tất sẽ xa vào địa ngục. Một người tích tập nhiều việc thiện, khi lâm chung, hơi ấm sẽ thoát ra từ đỉnh đầu. Còn như gây nhiều tội ác, tạo lắm nghiệp chướng, hơi ấm sẽ thoát ra từ đôi chân. Nhìn chung, hơi ấm thoát ra từ phần trên thân người, có nghĩa người đó sẽ tái sinh nơi tốt đẹp hơn. Còn như thoát đi từ phần dưới thân, tức là sự đi xuống. Cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen nhau. Cái nghịch và cái thuận cùng đối nhau trước lúc tử và sinh. Om ha ha ha, Bổn Sâm Mô Ni Sô ha. Om ha ha ha, Bổn Sâm Mô Ni Sô.